Nhiều người nghĩ là ma thì lúc nào cũng xuất hiện buổi tối, nhưng mà thật sự là ma xuất hiện lúc nào cũng được. Buổi sáng, buổi trưa, buổi khuya. Lúc đó là buổi sáng nha. Uchi bữa là qua nhà bạn chơi. Buổi sáng xem TV. Anh là bạn của em, còn em là Uchi. Còn đây là TV. Mình đang xem TV. Như vậy này, kiểu giống như vậy này, góc như vậy này. Anh nhìn đứng hướng bên đây, xong rồi nhìn TV bên đây này. Nhưng mà lúc đó thì em. Vậy. Ok. Nói chung là. Câu chuyện đã bắt đầu trở nên rất là sống động. Ôi tôi như muốn đi chết đi sống lại. Xem TV bình thường thôi. Nhưng mà bạn em kể á, là tự nhiên sau lưng góc tường nha, nhưng mà tự nhiên nghe người ta nói chuyện. Hai học sinh nữ. Ở nhà thì không có ai cả, chỉ em với bạn em thôi. Nhưng mà nó nghe hai học sinh nữ đang nói chuyện. Nhưng mà sau đó 5 giây sau, cái này cái tường nha, nhưng mà nó xuất hiện từ tường. Hai phụ nữ đi bộ qua. Sao em sống động vậy? Bạn em đứng này đúng không? Hai học sinh khoảng tới đây á, thì lại bạn em thấy ma. Xong rồi nó nhìn rít qua. Xong rồi nó sợ quá, nó nhìn TV lại. Hai phụ nữ vậy nè. Ừ đúng rồi. Nhìn xong rồi nó qua chỗ này. Sau đó nó quay lại. Xong rồi nó con gái hỏi là ê hình như là bạn này thấy rồi đó. Bạn em kiểu trời chết rồi sao ta. Xong rồi nó lấy cái remote, xong rồi nó cố gắng diễn tự nhiên á. À trời cái này vui nè. Thì nó bắt đầu nó chạy mồ hôi. Mà đúng thì em không biết nha. Thấy nó không có tự nhiên. Bạn này nói là ê, thấy rồi kìa, phải không? Còn bạn em thì cứ xem TV. Chết xong, cha, sao ma mà HD sống động vậy em? Bạn này hỏi bạn này là ê, xem nha. Xong nó vậy nè. Nó lùi, xong rồi nó vậy nè. Trời ơi. Xong rồi lúc tôi là tôi chuyển kiếp ngay từ khúc đó luôn. Lúc đó bạn em là rung tay. Cái ma á, đụng cái remote luôn, remote luôn. Xong rồi bạn em vậy nè. Nó xỉu. Nó xỉu tại chỗ. Ủa gì vậy? Dậy đi, sao vậy? Xong rồi một tiếng nữa mới dậy. Xong rồi nó kể chuyện ma. Đúng rồi, bạn đó, tại vì bạn đó thấy ma 3-4 lần rồi. Nhưng mà nó là lần thứ 5 á. Tức là cái bạn đó nhìn thấy được ma. Và bản thân là ngay cái thời điểm đó em là cái người ngồi ngay đó. Nhưng mà em không thấy. Nhưng mà bạn em thấy. Hay phụ nữ.